cách hóa giải vợ chồng khắc khẩu, lục đục cực hay. Vợ chồng bạn có khắc khẩu không? Cách hóa giải vợ chồng khắc khẩu như thế nào? Triết Lý Sống sẽ chia sẻ bí quyết cho bạn để luôn cơm lành, canh ngọt. Vợ chồng khắc khẩu khiến không khí gia đình trở nên u ám, căng thẳng. Cuộc nói chuyện đang hòa bình bỗng chốc có thể bùng nổ thành cuộc chiến khiến cho cả hai đều thấy mệt mỏi. Vậy làm sao hoặc cách hóa giải vợ chồng khắc khẩu như thế nào? Bạn cùng Triết Lý Sống tìm hiểu ngay trong bài viết sau với những mẹo cực hay nhé. Vì sao vợ chồng khắc khẩu? Trước khi tìm hiểu cách hóa giải vợ chồng khắc khẩu, ta nên tìm hiểu nguyên nhân vợ chồng khắc khẩu là gì. Cách hóa giải vợ chồng khắc khẩu cũng sẽ phụ thuộc vào nguyên nhân. Khắc khẩu là việc không hòa hợp trong ăn nói. Tình trạng này diễn ra ở nhiều gia đình, đặc biệt là với những đôi vợ chồng trẻ mới cưới thì việc cãi nhau như cơm bữa không còn xa lạ gì với họ. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến vấn đề vợ chồng khắc khẩu, bao gồm: do không hợp tuổi. Vợ chồng khắc khẩu có thể là do họ khắc tuổi với nhau. Điều này dẫn tới hai người như chó với mèo, mèo với chuột, hễ cứ gặp nhau, nói chuyện với nhau là lại có chiến tranh xảy ra. Mặc dù có thể họ rất yêu nhau, xa nhau một lúc thôi là đã thấy nhớ. Đây cũng chính là lý do vì sao trước khi dựng vợ, gả chồng cho con cái, bố mẹ ông bà chúng ta thường phải đi xem tuổi để biết vợ chồng con cháu có xung khắc tuổi tác hay không. Đây cũng là một cách hóa giải vợ chồng khắc khẩu. Vợ chồng khắc khẩu do yếu tố phong thủy. Trong phong thủy, cung ngũ quỷ, năm con quỷ, được coi là cung xấu, mang đến tai họa và vận khí tiêu cực. Nếu vợ chồng chẳng may phạm phải cung ngũ quỷ thì không những thường xuyên mâu thuẫn, bất hòa, cãi cọ mà còn có thể xảy ra nhiều điều không may trong cuộc sống như suy kiệt sức khỏe, bệnh tật, gặp tai nạn hoặc nguy hiểm đến tính mạng. Cách bố trí nhà ở không hợp lý dẫn tới vợ chồng khắc khẩu. Chọn hướng nhà, chọn cách bố trí nhà không hợp tuổi với gia chủ cũng là một trong những nguyên nhân dẫn tới tình trạng vợ chồng cơm không lành, canh chẳng ngọt. Bởi theo quan niệm tâm linh, rất nhiều yếu tố phong thủy trong nhà khiến cho gia đình trở nên lục đục, vợ chồng cãi vã, con cái không hòa thuận. Do sự xung đột tính cách, có thể nói rằng vợ chồng khắc khẩu phần lớn do tính cách của hai người. Bởi cuộc sống hiện đại, cái tôi lúc nào cũng được đề cao. Thế nên, mối quan hệ vợ chồng nhiều lúc cũng không được suôn sẻ vì mỗi người đều có cái tôi quá lớn, hiếu thắng, lúc nào cũng nghĩ mình nhất, mình đúng. Việc không biết nhường nhịn khiến khắc khẩu vợ chồng trở nên trầm trọng hơn. Cách hóa giải vợ chồng khắc khẩu. Làm thế nào để hóa giải vợ chồng khắc khẩu, để không khí gia đình, vợ chồng, con cái luôn được đầm ấm, vui vẻ? Hãy áp dụng 3 cách hóa giải khắc khẩu vợ chồng sau bạn nhé. Cách hóa giải vợ chồng khắc khẩu theo phong thủy. Thay đổi phong thủy được coi là cách hóa giải vợ chồng lục đục, khắc khẩu do phạm ngũ quỷ, hóa giải cung lục sát, cung tuyệt mệnh trong hôn nhân. Cụ thể cách hóa giải vợ chồng khắc khẩu theo phong thủy tức là điều chỉnh lại các hướng trong nhà, bao gồm: hướng nhà, phải hợp với tuổi của người chồng. Hướng bàn thờ, hợp với tuổi của người chồng. Hướng bếp, hợp với tuổi của vợ. Hướng giường ngủ, hợp với tuổi của vợ. Trong phong thủy, mỗi người sẽ có 4 hướng tốt và 4 hướng xấu. Hướng tốt đó là diên niên, phục vị, thiên y, sinh khí. Hướng xấu bao gồm lục sát, ngũ quỷ, họa hại, tuyệt mệnh. Mỗi tuổi khác nhau thì sẽ có những hướng tốt xấu khác nhau. Vậy nên cần phải căn cứ vào tuổi vợ chồng để điều chỉnh theo 4 hướng tốt trên, từ đó mới giảm được tình trạng vợ chồng khắc khẩu, gia đình êm ấm, hòa thuận. Cách hóa giải vợ chồng khắc khẩu, lục đục bằng cách sinh con. Một trong những phương pháp hóa giải xung khắc vợ chồng được nhiều cặp lựa chọn là sinh con hợp tuổi. Theo đó, con sinh ra sẽ hóa giải được mọi xung khắc mà bố mẹ đang gặp phải. Làm cách nào để chọn được tuổi con hợp tuổi bố mẹ? Theo phong thủy, chúng ta sẽ sử dụng thiên can, địa chi và ngũ hành bản mệnh của các tuổi để đối sánh. Căn cứ vào đó để lựa chọn năm sinh con thích hợp nhất. Cách hóa giải vợ chồng khắc khẩu, lục đục bằng cách thay đổi hướng nằm. Thông thường, trong giường ngủ của hai vợ chồng thì chồng nằm ngoài, vợ nằm trong. Nhưng nếu vợ chồng bạn có tuổi xung khắc, thường xuyên khắc khẩu với nhau thì mẹo nhỏ theo phong thủy là thay đổi hướng nằm. Tức là đảo ngược lại, vợ nằm ngoài, chồng nằm trong. Bởi cũng theo phong thủy,
đàn ông nằm ngoài gần cửa sổ dễ sinh tính trăng hoa, phụ nữ nằm tại vị trí này sẽ ngăn cản được điều đó. Ngoài ba cách hóa giải vợ chồng khắc khẩu như trên, bạn cũng có thể chú ý một vài điều sau để vợ chồng luôn được hòa thuận. Bố trí bếp nấu có chỗ dựa, người phụ nữ có điểm tựa, chỗ dựa là người chồng. Bài trí đồ vật về phía bên phải, tượng trưng cho lề lối, chuẩn mực của gia đình. Cửa phòng ngủ hướng ra đường, vận khí thông thoáng. Phòng vệ sinh không nên làm hai cửa, nhà không có sự đối nghịch. Cách hóa giải vợ chồng khắc khẩu bằng việc cột áo vợ chồng. Đây là cách hóa giải vợ chồng khắc khẩu được dân gian truyền miệng. Để cột áo vợ chồng, bạn cần có lọ nồi hoặc than. Sau đó dùng chúng để vẽ một dấu cộng lên áo của vợ và chồng. Tiếp theo cột hai chiếc áo lại với nhau ba mối nối. Cuối cùng đem bỏ vào túi ni lông đen rồi bỏ vào tủ quần áo, vali. Những lưu ý khi vợ chồng khắc khẩu. Cố gắng kiềm chế cảm xúc bản thân là cách hóa giải vợ chồng khắc khẩu hiệu quả. Vợ chồng khắc khẩu phần nhiều là do cái tôi quá lớn, không kiềm chế được cảm xúc cá nhân. Thế nên, để tình trạng này giảm đi và không còn trầm trọng nữa, thì mỗi người cần phải hạ mình xuống, bình tĩnh, kiềm chế cơn nóng giận. Bởi khi nóng giận, chúng ta thường cố gắng buông những lời khó nghe, thậm chí xúc phạm hoặc làm tổn thương bạn đời. Tốt hơn hết, khi nóng giận, hãy im lặng hoặc tránh xa nhau một chút để lấy lại bình tĩnh. Sau đó mới nói chuyện với nhau. Cách hóa giải vợ chồng khắc khẩu, lục đục bằng việc cố gắng nhường nhịn. Một điều nhịn là chín điều lành, điều đó chưa bao giờ là sai, đặc biệt là với những cặp vợ chồng khắc khẩu. Dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, hãy cố gắng nhường nhau một chút sẽ giữ được hòa khí trong gia đình. Đừng hơn thua nhau, đừng cố để chiến thắng lẫn nhau, bởi thắng thua vợ chồng không quan trọng, quan trọng nhất là vợ chồng đồng lòng, hòa thuận, gia đình vui vẻ. Đặt mình vào vị trí đối phương. Đặt mình vào vị trí đối phương là cách để có thể thấu hiểu lẫn nhau. Một khi bạn hiểu được bạn đời nghĩ gì, đang phải đối mặt với vấn đề gì thì bạn sẽ dễ dàng thông cảm hơn với họ. Từ đó tự động sẽ có được sự thấu hiểu, nhường nhịn, dẫn tới xung khắc cũng ít đi. Cách hóa giải vợ chồng khắc khẩu, đối thoại thẳng thắn. Sau mỗi một cuộc cãi vã, vợ chồng không nên im lặng và chất chứa những bực dọc trong lòng. Hai bạn nên bình tĩnh ngồi lại với nhau để phân tích mọi chuyện, từ đó rút kinh nghiệm. Đặc biệt, cần phải biết nhận lỗi sai và sửa chữa, tránh tiếp diễn những cái không hay ấy trong những lần sau. Bạn có biết thời điểm tốt nhất để vợ chồng có thể làm hòa với nhau, đó là trên giường ngủ. Lúc này, hãy tâm sự với nhau về những khúc mắc trong lòng, về mong muốn của bạn dành cho bạn đời, thậm chí nếu bạn là người sai, hãy nhận lỗi. Tuyệt đối không cãi nhau trước mặt người khác. Một trong những sai lầm vợ chồng thường mắc phải đó là cãi nhau trước mặt người khác vì họ cảm thấy không kiềm chế được cơn nóng giận của mình. Tuy nhiên, theo lời dạy của cha ông ta, vợ chồng có gì thì cũng cần đóng cửa bảo nhau. Có như vậy mới dễ dàng hóa giải được xung khắc. Có sự tham gia, góp mặt của người ngoài rất dễ làm cho tình trạng trở nên xấu đi. Cách hóa giải vợ chồng khắc khẩu không dọa ly hôn. Cuộc sống hiện đại khiến cho việc ly hôn trở nên dễ dàng hơn. Chính vì vậy, cứ cãi nhau là lại đòi ly hôn xảy ra nhiều ở các cặp vợ chồng, đặc biệt là những đôi trẻ. Việc dọa ly hôn chỉ có tác dụng trong một, hai lần đầu, sau đó sẽ phản tác dụng. Và dần dần, khiến cho đối phương cảm thấy chán nản, thậm chí họ sẽ là người chủ động buông tay, không còn có ý định xây đắp cuộc hôn nhân ấy nữa. Vợ chồng khắc khẩu là điều không cặp đôi nào muốn. Tuy nhiên, nếu bạn là người không may rơi vào trường hợp đó thì cũng đừng bi quan nhé. Hãy áp dụng các cách hóa giải vợ chồng khắc khẩu trên, triết lý sống tin rằng sự cố gắng của bạn sẽ được đối phương đáp lại. Cách hóa giải vợ chồng khắc khẩu, lục đục cực hay. Vợ chồng bạn có khắc khẩu không? Cách hóa giải vợ chồng khắc khẩu như thế nào? Triết lý sống sẽ chia sẻ bí quyết cho bạn để luôn cơm lành, canh ngọt. Vợ chồng khắc khẩu khiến không khí gia đình trở nên u ám, căng thẳng. Cuộc nói chuyện đang hòa bình bỗng chốc có thể bùng nổ thành cuộc chiến khiến cho cả hai đều thấy mệt mỏi. Vậy làm sao hoặc cách hóa giải vợ chồng khắc khẩu như thế nào? Bạn cùng triết lý sống tìm hiểu ngay trong bài viết sau với những mẹo cực hay nhé. Vì sao vợ chồng khắc khẩu? Trước khi tìm hiểu cách hóa giải vợ chồng khắc khẩu,
ta nên tìm hiểu nguyên nhân vợ chồng khắc khẩu là gì. Cách hóa giải vợ chồng khắc khẩu cũng sẽ phụ thuộc vào nguyên nhân. Khắc khẩu là việc không hòa hợp trong ăn nói. Tình trạng này diễn ra ở nhiều gia đình, đặc biệt là với những đôi vợ chồng trẻ mới cưới thì việc cãi nhau như cơm bữa không còn xa lạ gì với họ. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến vấn đề vợ chồng khắc khẩu, bao gồm: do không hợp tuổi. Vợ chồng khắc khẩu có thể là do họ khắc tuổi với nhau. Điều này dẫn tới hai người như chó với mèo, mèo với chuột, hễ cứ gặp nhau, nói chuyện với nhau là lại có chiến tranh xảy ra. Mặc dù có thể họ rất yêu nhau, xa nhau một lúc thôi là đã thấy nhớ. Đây cũng chính là lý do vì sao trước khi dựng vợ, gả chồng cho con cái, bố mẹ ông bà chúng ta thường phải đi xem tuổi để biết vợ chồng con cháu có xung khắc tuổi tác hay không. Đây cũng là một cách hóa giải vợ chồng khắc khẩu. Vợ chồng khắc khẩu do yếu tố phong thủy. Trong phong thủy, cung ngũ quỷ, năm con quỷ, được coi là cung xấu, mang đến tai họa và vận khí tiêu cực. Nếu vợ chồng chẳng may phạm phải cung ngũ quỷ thì không những thường xuyên mâu thuẫn, bất hòa, cãi cọ mà còn có thể xảy ra nhiều điều không may trong cuộc sống như suy kiệt sức khỏe, bệnh tật, gặp tai nạn hoặc nguy hiểm đến tính mạng. Cách bố trí nhà ở không hợp lý dẫn tới vợ chồng khắc khẩu. Chọn hướng nhà, chọn cách bố trí nhà không hợp tuổi với gia chủ cũng là một trong những nguyên nhân dẫn tới tình trạng vợ chồng cơm không lành, canh chẳng ngọt. Bởi theo quan niệm tâm linh, rất nhiều yếu tố phong thủy trong nhà khiến cho gia đình trở nên lục đục, vợ chồng cãi vã, con cái không hòa thuận. Do sự xung đột tính cách, có thể nói rằng vợ chồng khắc khẩu phần lớn do tính cách của hai người. Bởi cuộc sống hiện đại, cái tôi lúc nào cũng được đề cao. Thế nên, mối quan hệ vợ chồng nhiều lúc cũng không được suôn sẻ vì mỗi người đều có cái tôi quá lớn, hiếu thắng, lúc nào cũng nghĩ mình nhất, mình đúng. Việc không biết nhường nhịn khiến khắc khẩu vợ chồng trở nên trầm trọng hơn. Cách hóa giải vợ chồng khắc khẩu. Làm thế nào để hóa giải vợ chồng khắc khẩu, để không khí gia đình, vợ chồng, con cái luôn được đầm ấm, vui vẻ? Hãy áp dụng 3 cách hóa giải khắc khẩu vợ chồng sau bạn nhé. Cách hóa giải vợ chồng khắc khẩu theo phong thủy. Thay đổi phong thủy được coi là cách hóa giải vợ chồng lục đục, khắc khẩu do phạm ngũ quỷ, hóa giải cung lục sát, cung tuyệt mệnh trong hôn nhân. Cụ thể cách hóa giải vợ chồng khắc khẩu theo phong thủy tức là điều chỉnh lại các hướng trong nhà, bao gồm: hướng nhà, phải hợp với tuổi của người chồng. Hướng bàn thờ, hợp với tuổi của người chồng. Hướng bếp, hợp với tuổi của vợ. Hướng giường ngủ, hợp với tuổi của vợ. Trong phong thủy, mỗi người sẽ có 4 hướng tốt và 4 hướng xấu. Hướng tốt đó là diên niên, phục vị, thiên y, sinh khí. Hướng xấu bao gồm lục sát, ngũ quỷ, họa hại, tuyệt mệnh. Mỗi tuổi khác nhau thì sẽ có những hướng tốt xấu khác nhau. Vậy nên cần phải căn cứ vào tuổi vợ chồng để điều chỉnh theo 4 hướng tốt trên, từ đó mới giảm được tình trạng vợ chồng khắc khẩu, gia đình êm ấm, hòa thuận. Cách hóa giải vợ chồng khắc khẩu, lục đục bằng cách sinh con. Một trong những phương pháp hóa giải xung khắc vợ chồng được nhiều cặp lựa chọn là sinh con hợp tuổi. Theo đó, con sinh ra sẽ hóa giải được mọi xung khắc mà bố mẹ đang gặp phải. Làm cách nào để chọn được tuổi con hợp tuổi bố mẹ? Theo phong thủy, chúng ta sẽ sử dụng thiên can, địa chi và ngũ hành bản mệnh của các tuổi để đối sánh. Căn cứ vào đó để lựa chọn năm sinh con thích hợp nhất. Cách hóa giải vợ chồng khắc khẩu, lục đục bằng cách thay đổi hướng nằm. Thông thường, trong giường ngủ của hai vợ chồng thì chồng nằm ngoài, vợ nằm trong. Nhưng nếu vợ chồng bạn có tuổi xung khắc, thường xuyên khắc khẩu với nhau thì mẹo nhỏ theo phong thủy là thay đổi hướng nằm. Tức là đảo ngược lại, vợ nằm ngoài, chồng nằm trong. Bởi cũng theo phong thủy, đàn ông nằm ngoài gần cửa sổ dễ sinh tính trăng hoa, phụ nữ nằm tại vị trí này sẽ ngăn cản được điều đó. Ngoài 3 cách hóa giải vợ chồng khắc khẩu như trên, bạn cũng có thể chú ý một vài điều sau để vợ chồng luôn được hòa thuận. Bố trí bếp nấu có chỗ dựa, người phụ nữ có điểm tựa, chỗ dựa là người chồng. Bài trí đồ vật về phía bên phải, tượng trưng cho lề lối, chuẩn mực của gia đình. Cửa phòng ngủ hướng ra đường, vận khí thông thoáng. Phòng vệ sinh không nên làm 2 cửa, nhà không có sự đối nghịch. Cách hóa giải vợ chồng khắc khẩu bằng việc cột áo vợ chồng. Đây là cách hóa giải vợ chồng khắc khẩu được dân gian truyền miệng.
Để cột áo vợ chồng, bạn cần có lọ nồi hoặc than. Sau đó dùng chúng để vẽ một dấu cộng lên áo của vợ và chồng. Tiếp theo cột hai chiếc áo lại với nhau 3 mối nối. Cuối cùng đem bỏ vào túi ni lông đen rồi bỏ vào tủ quần áo, vali. Những lưu ý khi vợ chồng khắc khẩu. Cố gắng kiềm chế cảm xúc bản thân là cách hóa giải vợ chồng khắc khẩu hiệu quả. Vợ chồng khắc khẩu phần nhiều là do cái tôi quá lớn, không kiềm chế được cảm xúc cá nhân. Thế nên, để tình trạng này giảm đi và không còn trầm trọng nữa, thì mỗi người cần phải hạ mình xuống, bình tĩnh, kiềm chế cơn nóng giận. Bởi khi nóng giận, chúng ta thường cố gắng buông những lời khó nghe, thậm chí xúc phạm hoặc làm tổn thương bạn đời. Tốt hơn hết, khi nóng giận, hãy im lặng hoặc tránh xa nhau một chút để lấy lại bình tĩnh. Sau đó mới nói chuyện với nhau. Cách hóa giải vợ chồng khắc khẩu, lục đục bằng việc cố gắng nhường nhịn. Một điều nhịn là chính điều lành, điều đó chưa bao giờ là sai, đặc biệt là với những cặp vợ chồng khắc khẩu. Dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, hãy cố gắng nhường nhau một chút sẽ giữ được hòa khí trong gia đình. Đừng hơn thua nhau, đừng cố để chiến thắng lẫn nhau, bởi thắng thua vợ chồng không quan trọng, quan trọng nhất là vợ chồng đồng lòng, hòa thuận, gia đình vui vẻ. Đặt mình vào vị trí đối phương. Đặt mình vào vị trí đối phương là cách để có thể thấu hiểu lẫn nhau. Một khi bạn hiểu được bạn đời nghĩ gì, đang phải đối mặt với vấn đề gì, thì bạn sẽ dễ dàng thông cảm hơn với họ. Từ đó tự động sẽ có được sự thấu hiểu, nhường nhịn, dẫn tới xung khắc cũng ít đi. Cách hóa giải vợ chồng khắc khẩu, đối thoại thẳng thắn. Sau mỗi một cuộc cãi vã, vợ chồng không nên im lặng và chất chứa những bực dọc trong lòng. Hai bạn nên bình tĩnh ngồi lại với nhau để phân tích mọi chuyện, từ đó rút kinh nghiệm. Đặc biệt, cần phải biết nhận lỗi sai và sửa chữa, tránh tiếp diễn những cái không hay ấy trong những lần sau. Bạn có biết thời điểm tốt nhất để vợ chồng có thể làm hòa với nhau, đó là trên giường ngủ. Lúc này, hãy tâm sự với nhau về những khúc mắc trong lòng, về mong muốn của bạn dành cho bạn đời, thậm chí nếu bạn là người sai, hãy nhận lỗi. Tuyệt đối không cãi nhau trước mặt người khác. Một trong những sai lầm vợ chồng thường mắc phải đó là cãi nhau trước mặt người khác vì họ cảm thấy không kiềm chế được cơn nóng giận của mình. Tuy nhiên, theo lời dạy của cha ông ta, vợ chồng có gì thì cũng cần đóng cửa bảo nhau. Có như vậy mới dễ dàng hóa giải được xung khắc. Có sự tham gia, góp mặt của người ngoài rất dễ làm cho tình trạng trở nên xấu đi. Cách hóa giải vợ chồng khắc khẩu không dọa ly hôn. Cuộc sống hiện đại khiến cho việc ly hôn trở nên dễ dàng hơn. Chính vì vậy, cứ cãi nhau là lại đòi ly hôn xảy ra nhiều ở các cặp vợ chồng, đặc biệt là những đôi trẻ. Việc dọa ly hôn chỉ có tác dụng trong một, hai lần đầu, sau đó sẽ phản tác dụng. Và dần dần, khiến cho đối phương cảm thấy chán nản, thậm chí họ sẽ là người chủ động buông tay, không còn có ý định xây đắp cuộc hôn nhân ấy nữa. Vợ chồng khắc khẩu là điều không cặp đôi nào muốn. Tuy nhiên, nếu bạn là người không may rơi vào trường hợp đó thì cũng đừng bi quan nhé. Hãy áp dụng các cách hóa giải vợ chồng khắc khẩu trên, triết lý sống tin rằng sự cố gắng của bạn sẽ được đối phương đáp lại. Cách hóa giải vợ chồng khắc khẩu, lục đục cực hay. Vợ chồng bạn có khắc khẩu không? Cách hóa giải vợ chồng khắc khẩu như thế nào? Triết lý sống sẽ chia sẻ bí quyết cho bạn để luôn cơm lành, canh ngọt. Vợ chồng khắc khẩu khiến không khí gia đình trở nên u ám, căng thẳng. Cuộc nói chuyện đang hòa bình bỗng chốc có thể bùng nổ thành cuộc chiến khiến cho cả hai đều thấy mệt mỏi. Vậy làm sao hoặc cách hóa giải vợ chồng khắc khẩu như thế nào? Bạn cùng triết lý sống tìm hiểu ngay trong bài viết sau với những mẹo cực hay nhé. Vì sao vợ chồng khắc khẩu? Trước khi tìm hiểu cách hóa giải vợ chồng khắc khẩu, ta nên tìm hiểu nguyên nhân vợ chồng khắc khẩu là gì. Cách hóa giải vợ chồng khắc khẩu cũng sẽ phụ thuộc vào nguyên nhân. Khắc khẩu là việc không hòa hợp trong ăn nói. Tình trạng này diễn ra ở nhiều gia đình, đặc biệt là với những đôi vợ chồng trẻ mới cưới thì việc cãi nhau như cơm bữa không còn xa lạ gì với họ. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến vấn đề vợ chồng khắc khẩu, bao gồm: do không hợp tuổi. Vợ chồng khắc khẩu có thể là do họ khác tuổi với nhau. Điều này dẫn tới hai người như chó với mèo, mèo với chuột, hễ cứ gặp nhau, nói chuyện với nhau là lại có chiến tranh xảy ra. Mặc dù có thể họ rất yêu nhau, xa nhau một lúc thôi là đã thấy nhớ.
Đây cũng chính là lý do vì sao trước khi dựng vợ, gả chồng cho con cái, bố mẹ ông bà chúng ta thường phải đi xem tuổi để biết vợ chồng con cháu có xung khắc tuổi tác hay không. Đây cũng là một cách hóa giải vợ chồng khắc khẩu. Vợ chồng khắc khẩu do yếu tố phong thủy. Trong phong thủy, cung ngũ quỷ, năm con quỷ, được coi là cung xấu, mang đến tai họa và vận khí tiêu cực. Nếu vợ chồng chẳng may phạm phải cung ngũ quỷ thì không những thường xuyên mâu thuẫn, bất hòa, cãi cọ mà còn có thể xảy ra nhiều điều không may trong cuộc sống như suy kiệt sức khỏe, bệnh tật, gặp tai nạn hoặc nguy hiểm đến tính mạng. Cách bố trí nhà ở không hợp lý dẫn tới vợ chồng khắc khẩu. Chọn hướng nhà, chọn cách bố trí nhà không hợp tuổi với gia chủ cũng là một trong những nguyên nhân dẫn tới tình trạng vợ chồng cơm không lành, canh chẳng ngọt. Bởi theo quan niệm tâm linh, rất nhiều yếu tố phong thủy trong nhà khiến cho gia đình trở nên lục đục, vợ chồng cãi vã, con cái không hòa thuận. Do sự xung đột tính cách, có thể nói rằng vợ chồng khắc khẩu phần lớn do tính cách của hai người. Bởi cuộc sống hiện đại, cái tôi lúc nào cũng được đề cao. Thế nên, mối quan hệ vợ chồng nhiều lúc cũng không được suôn sẻ vì mỗi người đều có cái tôi quá lớn, hiếu thắng, lúc nào cũng nghĩ mình nhất, mình đúng. Việc không biết nhường nhịn khiến khắc khẩu vợ chồng trở nên trầm trọng hơn. Cách hóa giải vợ chồng khắc khẩu. Làm thế nào để hóa giải vợ chồng khắc khẩu, để không khí gia đình, vợ chồng, con cái luôn được đầm ấm, vui vẻ? Hãy áp dụng 3 cách hóa giải khắc khẩu vợ chồng sau bạn nhé. Cách hóa giải vợ chồng khắc khẩu theo phong thủy. Thay đổi phong thủy được coi là cách hóa giải vợ chồng lục đục, khắc khẩu do phạm ngũ quỷ, hóa giải cung lục sát, cung tuyệt mệnh trong hôn nhân. Cụ thể cách hóa giải vợ chồng khắc khẩu theo phong thủy tức là điều chỉnh lại các hướng trong nhà, bao gồm: hướng nhà, phải hợp với tuổi của người chồng. Hướng bàn thờ, hợp với tuổi của người chồng. Hướng bếp, hợp với tuổi của vợ. Hướng giường ngủ, hợp với tuổi của vợ. Trong phong thủy, mỗi người sẽ có 4 hướng tốt và 4 hướng xấu. Hướng tốt đó là diên niên, phục vị, thiên y, sinh khí. Hướng xấu bao gồm lục sát, ngũ quỷ, họa hại, tuyệt mệnh. Mỗi tuổi khác nhau thì sẽ có những hướng tốt xấu khác nhau. Vậy nên cần phải căn cứ vào tuổi vợ chồng để điều chỉnh theo 4 hướng tốt trên, từ đó mới giảm được tình trạng vợ chồng khắc khẩu, gia đình êm ấm, hòa thuận. Cách hóa giải vợ chồng khắc khẩu, lục đục bằng cách sinh con. Một trong những phương pháp hóa giải xung khắc vợ chồng được nhiều cặp lựa chọn là sinh con hợp tuổi. Theo đó, con sinh ra sẽ hóa giải được mọi xung khắc mà bố mẹ đang gặp phải. Làm cách nào để chọn được tuổi con hợp tuổi bố mẹ? Theo phong thủy, chúng ta sẽ sử dụng thiên can, địa chi và ngũ hành bản mệnh của các tuổi để đối sánh. Căn cứ vào đó để lựa chọn năm sinh con thích hợp nhất. Cách hóa giải vợ chồng khắc khẩu, lục đục bằng cách thay đổi hướng nằm. Thông thường, trong giường ngủ của hai vợ chồng thì chồng nằm ngoài, vợ nằm trong. Nhưng nếu vợ chồng bạn có tuổi xung khắc, thường xuyên khắc khẩu với nhau thì mẹo nhỏ theo phong thủy là thay đổi hướng nằm. Tức là đảo ngược lại, vợ nằm ngoài, chồng nằm trong. Bởi cũng theo phong thủy, đàn ông nằm ngoài gần cửa sổ dễ sinh tính trăng hoa, phụ nữ nằm tại vị trí này sẽ ngăn cản được điều đó. Ngoài 3 cách hóa giải vợ chồng khắc khẩu như trên, bạn cũng có thể chú ý một vài điều sau để vợ chồng luôn được hòa thuận. Bố trí bếp nấu có chỗ dựa, người phụ nữ có điểm tựa, chỗ dựa là người chồng. Bài trí đồ vật về phía bên phải, tượng trưng cho lề lối, chuẩn mực của gia đình. Cửa phòng ngủ hướng ra đường, vận khí thông thoáng. Phòng vệ sinh không nên làm hai cửa, nhà không có sự đối nghịch. Cách hóa giải vợ chồng khắc khẩu bằng việc cột áo vợ chồng. Đây là cách hóa giải vợ chồng khắc khẩu được dân gian truyền miệng. Để cột áo vợ chồng, bạn cần có lọ nồi hoặc than. Sau đó dùng chúng để vẽ một dấu cộng lên áo của vợ và chồng. Tiếp theo cột hai chiếc áo lại với nhau 3 mối nối. Cuối cùng đem bỏ vào túi ni lông đen rồi bỏ vào tủ quần áo, vali. Những lưu ý khi vợ chồng khắc khẩu. Cố gắng kiềm chế cảm xúc bản thân là cách hóa giải vợ chồng khắc khẩu hiệu quả. Vợ chồng khắc khẩu phần nhiều là do cái tôi quá lớn, không kiềm chế được cảm xúc cá nhân. Thế nên, để tình trạng này giảm đi và không còn trầm trọng nữa, thì mỗi người cần phải hạ mình xuống, bình tĩnh, kiềm chế cơn nóng giận. Bởi khi nóng giận, chúng ta thường cố gắng buông những lời khó nghe,
thậm chí xúc phạm hoặc làm tổn thương bạn đời. Tốt hơn hết, khi nóng giận, hãy im lặng hoặc tránh xa nhau một chút để lấy lại bình tĩnh. Sau đó mới nói chuyện với nhau. Cách hóa giải vợ chồng khắc khẩu, lục đục bằng việc cố gắng nhường nhịn. Một điều nhịn là chính điều lành, điều đó chưa bao giờ là sai, đặc biệt là với những cặp vợ chồng khắc khẩu. Dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, hãy cố gắng nhường nhau một chút sẽ giữ được hòa khí trong gia đình. Đừng hơn thua nhau, đừng cố để chiến thắng lẫn nhau, bởi thắng thua vợ chồng không quan trọng, quan trọng nhất là vợ chồng đồng lòng, hòa thuận, gia đình vui vẻ. Đặt mình vào vị trí đối phương. Đặt mình vào vị trí đối phương là cách để có thể thấu hiểu lẫn nhau. Một khi bạn hiểu được bạn đời nghĩ gì, đang phải đối mặt với vấn đề gì, thì bạn sẽ dễ dàng thông cảm hơn với họ. Từ đó tự động sẽ có được sự thấu hiểu, nhường nhịn, dẫn tới xung khắc cũng ít đi. Cách hóa giải vợ chồng khắc khẩu, đối thoại thẳng thắn. Sau mỗi một cuộc cãi vã, vợ chồng không nên im lặng và chất chứa những bực dọc trong lòng. Hai bạn nên bình tĩnh ngồi lại với nhau để phân tích mọi chuyện, từ đó rút kinh nghiệm. Đặc biệt, cần phải biết nhận lỗi sai và sửa chữa, tránh tiếp diễn những cái không hay ấy trong những lần sau. Bạn có biết thời điểm tốt nhất để vợ chồng có thể làm hòa với nhau, đó là trên giường ngủ. Lúc này, hãy tâm sự với nhau về những khúc mắc trong lòng, về mong muốn của bạn dành cho bạn đời, thậm chí nếu bạn là người sai, hãy nhận lỗi. Tuyệt đối không cãi nhau trước mặt người khác. Một trong những sai lầm vợ chồng thường mắc phải đó là cãi nhau trước mặt người khác vì họ cảm thấy không kiềm chế được cơn nóng giận của mình. Tuy nhiên, theo lời dạy của cha ông ta, vợ chồng có gì thì cũng cần đóng cửa bảo nhau. Có như vậy mới dễ dàng hóa giải được xung khắc. Có sự tham gia, góp mặt của người ngoài rất dễ làm cho tình trạng trở nên xấu đi. Cách hóa giải vợ chồng khắc khẩu không dọa ly hôn. Cuộc sống hiện đại khiến cho việc ly hôn trở nên dễ dàng hơn. Chính vì vậy, cứ cãi nhau là lại đòi ly hôn xảy ra nhiều ở các cặp vợ chồng, đặc biệt là những đôi trẻ. Việc dọa ly hôn chỉ có tác dụng trong một, hai lần đầu, sau đó sẽ phản tác dụng. Và dần dần, khiến cho đối phương cảm thấy chán nản, thậm chí họ sẽ là người chủ động buông tay, không còn có ý định xây đắp cuộc hôn nhân ấy nữa. Vợ chồng khắc khẩu là điều không cặp đôi nào muốn. Tuy nhiên, nếu bạn là người không may rơi vào trường hợp đó thì cũng đừng bi quan nhé. Hãy áp dụng các cách hóa giải vợ chồng khắc khẩu trên, triết lý sống tin rằng sự cố gắng của bạn sẽ được đối phương đáp lại. Chúc vợ chồng bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc bên nhau mãi mãi.